Tạm biệt hiện thế anh dời chân, giặc thù chân ngăn cho tròn ân. Ngoài trời xa thăm gió câu mờ xa, tiếng quân hùng ca tướng mơ đào hoa. Hứa nhau trùng lai đón anh ngày mai. Tận dịp đời ta vô quan gia, lại quyền mà chỉ thiên tình ca. Ngoài trời xa thăm gió mây buông trôi, nói hoàng đành thôi số tôi lìa rồi. Chỉ thương đời con cúc côi từ đây, lực tận dương chỉ lìa nhau. Giờ chân tự lý ưu lòng đau, ngoài trời xa thăm xó thiên nàng thương. Nhắn mấy ngàn thương giải khuyên người tình, dính đi từ đây thì lưu lìa đời. Rồi một ngày kia châu Ngọc Long tạm biệt hiện thế ra trừ phiên. Linh truyền khẩn chấp phải ra trường xa, mẫu thân hoàng đạo sắp lâm bồn rồi. Sáng sinh hà nhi chính châu Ngọc Lân, tìm nơi lấn chân hiểm nguy kề bên. Lòng ghen dân sống sẽ không hề quên. Cô yên tâm có huynh, số ta sẽ không vùi chôn. Bế dâu dâm dồn quý hùng dạ. Cần lo y trang thoát thân, đừng sành quảng du hiểm nguy. Mưa xe người đến xét xem, chúng ta dời chân. Thôi lo cho chú cùng nhau ngơ thân hiểm nguy. Bản đồ kho tàng Nam Thiên ngu muội, để ta nhờ trao nghĩa huynh là xong. Tiêu nhân nào tha nếu tuôn lời ra nàng an tâm. Chú Hợi kìa, công tử Tĩnh Lăng Quân tôi đang chờ đợi. Toàn dân đưa tiền trước sân Đại Lương, cùng nhau chung sức cứu an triều cương. Dù cho phơi thay tuyết sương, báo dòng phú văn ngàn phương, chỉ trai không lường. Thầm thương Lăng Quân nghĩa nhân, nguyện theo chung lo chữ ân. Đời ta biên cương nát thân, vẫn không hề than. Thời xưa duyên tơ vỡ tan, niềm vui biên cương gương giáo, tháo ngày vững lòng. Cầu trời thương chàng trai trẻ, trọn lòng hy sinh cứu nước. Lão Đường Quy, ông chú Hợi, công tử Tĩnh Lăng Quân. Cảm thương hiền nhân, tuổi cao liều thân. Hỡi ông Đường Quy, ở đâu về đây? Bài phân mã nguyên soái. Nguyên rồi. Tiêu đình mạnh tu quân thế giặc ra sao? Và bẩm nguyên soái, phía hậu trại định quân gây phủ. Từ xa xa đắp bắt cầu rung, tứ hoàng tử cùng thiên dương sống trận. Còn tin tức của điện quân, thảo ma quân đã ba lần đổi ngựa. Thế mà tin tức của Triệu An vẫn bằng tâm. Trời ơi, nếu thế thì trời đã diệt anh hào. Ta phải bỏ thay vào công thủ rồi. Nguyên soái, đời ta thôi hết tướng quân chờ nghe. Điện phương mau thoát lướt qua dòng dây. Còn ta nơi đây cán binh, nếu như nát thân ta đành cam chữ trung như tròn. Nào tôi vô tâm cả bỏ đi, nhìn viên dung đang cố nguy. Tha chung mi sinh tân xá đi, nghĩ ân lòng gì. Đừng nên đi quan ta lướt sông, còn hai tôi đang bên tương công. Ước mong thoát nàng nơi triền bán đừng say trái. Tìm về giáng sang tông quân. Đi
tiếng quân hò reo ấy lên đường này nở đầu nhìn ông đất tiên vui thay cần hy sinh tiếp nhận quý thời xưa ghi dấu quên đi đằng sau cần nghe phân rõ hiểu qua lòng nhau nhà người to đang ngân dối vàng giá mau tứ gieo phù vàng khó tha sông tô đường vàng đồng liêu chiến tranh làm sao chi giao với nhau từ nay con mong núi cao dứt tâm tình nhau người tôi xin nói ra đường ban danh xưng nhân quý dưới trung không mờ ngàn cùng binh vào thiên lãnh vì là lòng chung quân với Chúa. Nhân quý chú đệ nếu ghi thề giao giúp tôi ngày nay đã quên tình thâm số tôi đành thôi chờ người sầu bi ngoài trời xa thắm hơi em chờ nhau có đôi hồn trao ước giao tình đầu sẽ ghi niềm thương dấn chương lòng sầu soi phu nhân dùm thương cùng hai công tử hiểu cho hoàng dương thù phu quân tâm khó lắm nghĩa kim lan nay còn đâu quyết tâm báo thù lời tôi phân ra nghiêng yếu qua nào đậu vô tâm mà dĩ quang tiêu giả ly quang ghi đến tung ái dâm hoàng phi hoàng gia minh quân ở đâu mà mê say theo nhãn sắc dĩ quang trung thân chờ chờ xem lời nhân chứng
thì triều đình phơi ra ánh sáng. Tâu bệ hạ, thần xin phép bệ hạ quân đưa nhân chứng vào. Chứng nhân là đây, hỏi đi quan dương nổi dâm thế dân cần cung